Ngày 19 tháng 9, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Trong thời gian 2 ngày, 19 và 20 tháng 9, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề đó là thông tin tình hình thời sự quốc tế trong nước, trong tỉnh và huyện, hướng dẫn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ công tác khoa giáo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới tại địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng này, học viên sẽ được cập nhật những thông tin thời sự và các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác tôn giáo, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn ở đơn vị, địa phương, nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.